đây. Cho. Ôi, em không làm được mà. Chị ơi. Chị ở nhà cho em gửi thằng con một tí. Bye.
đâu đâu thép nó hút nữa thật à nói nhén mẹ thôi thép thôn nữa tìm phát ba ba không ăn cái gì đó thôi mày chơi thua đấy đó bán dầu dỡ nè bốn con nữa ông bốn con nữa ông có à không ai nghe đã cầm mua phải ông mú sao ai sao đi mất cá chê rồi sao đi rau này bán nào em ơi không phải lợn xe đó chứ không xe đâu đây kiên đi chim đây lợn bảo lợn Yeah.
chơi nhé. Này, ra đây. Thank you.
chê mẹ nhé. Nhé. Ờ à, chê 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 chê. Lên lưng, lên lưng. Hai mẹ con đang làm gì đấy? Em ở nhà thôi, hai mẹ con đang nhóm bếp lạnh à. Quá. Anh có cái xe đạp này để cho hai mẹ con đi nhá. Đỡ vất vả nhá. Anh lấy xe đạp cho em á. Ừ. Anh lấy cho hai mẹ con đi đỡ vất vả. Ừ. Đây. Mâm. Để anh làm cho. Thôi để em khó làm được mà. Em khó làm được mà. Thôi, em khó làm được mà. Để anh làm cho nào. Hai mẹ con vào nhà đi. Để anh làm. Anh ngồi nhà ngồi uống nước. Kìa, anh ngồi đây sửa ấm. Anh ngồi đây sửa ấm nhé, em đi nhặt rau nhé.
Cái dâu này của em à? Vâng, của em. Nhá. Anh không cần hộ đâu. Anh ơi, anh không cần hộ đâu. Anh đi ra ấy đi, anh ra sửa ấm đi. Để em khác làm. Không cần hộ em đâu. Nghỉ đi anh ơi, không làm nữa. Nghỉ đi vào nhà đi. Hai mẹ con nghỉ nhá, ngày mai anh lại vào thăm. Vâng. Nhá. Nào, yêu tí. Nhá. Ngoan nhá. Nhá. Hai mẹ con nghỉ nhá. Anh về ạ. Ừ. Bye bye đi con, bye bye đi. Bye bye đi. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye.